Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm, Hòa Nghiêm Tổ lão cư sĩ giảng thuật. Hiệp hội giáo dục Phật Đà Hồng Kông, Tịnh Không 89 tuổi cung kính chỉnh lý. Tịnh tu tiệp yếu báo ân đàm. Người đọc Quy Tây, phần 21, lễ thứ 20. Nhất tâm quán lễ thập phương thế giới, thì hiện quảng trường thiệt tướng, thuyết thành thật ngôn, xưng tán vô lượng thọ Phật bất khả tư nghị công đức, dục linh chúng sanh băng bỉ Phật danh, phát thanh tịnh tâm, ước niệm thọ trì, quy y cúng dường, sở hữu thiện căn chí tâm hồi hướng, tùy nguyện giai sanh, đắc bất thối chuyển, nại chí vô thượng chánh đẳng bồ đề, hằng hà xa số chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật, xưng ba lần một lạy. Xuống tiếp bái thứ 20 rồi, phổ lễ mười phương Phật. Do đó bây giờ không chỉ vẹn vẹn là thế giới cực lạc nữa, còn phải quán lễ mười phương thế giới. Mười phương hư không đấy, ở giữa có thế giới vô cùng, ở giữa mười phương thế giới đều có Phật nha. Các ngài thị hiện quảng trường thiệt tướng, chư Phật mười phương thế giới đang thị hiện tướng lưỡi rộng dài. Trong 32 tướng có tướng lưỡi rộng dài, sau khi lưỡi của Phật Thích Ca Mâu Ni đưa ra, lưỡi có thể toàn bộ che khuất gương mặt của chính mình. Người cậu này của tôi là Nam Mai nha. Ông ấy cũng có một vị tướng, lưỡi này của ông ấy duỗi ra có thể liếm đến đầu mũi của chính mình. Vì vậy ông ấy một khi thuyết pháp, mọi người đều rất ủng hộ, gọi là Nam Mai. Giảng kinh rất nhiều, cũng có trước tác, cho nên người ta xưng Nam Mai, Mai Quang Hy, Bắc Hạ, Hạ Liên Cư. Tướng lưỡi rộng dài của Phật chính là có thể tự phủ lên mặt. Bây giờ trong A Di Đà Kinh, Phật ở mười phương hiện tướng lưỡi rộng dài. Cái tướng lưỡi rộng dài này thì lớn lắm, biến phú tam thiên đại thiên thế giới. Ở đây chính là nói, không nhất định chúng ta phải thấy lưỡi phải to như vậy. Chính là âm thanh Phật nói đấy, thuyết pháp cái pháp âm này đấy. Pháp âm này có thể biến khắp tam thiên đại thiên thế giới. Cho nên Phật ở mười phương biểu hiện tướng lưỡi rộng dài như vậy, khiến cho âm thanh thông suốt đến tam thiên đại thiên thế giới. Thuyết thành thật ngôn đấy. Vì thế Phật đều là không có vọng ngữ, lời chân thật nhất. Thành thật ngôn này là gì vậy? Điều đang khen ngợi đấy, khen ngợi công đức bất khả tư nghị của Phật vô lượng thọ. Do đó Phật A-di-đà là mười phương Phật đều đang khen ngợi đấy. Danh văn thập phương, Phật mười phương đều ở trong mỗi một tam thiên đại thiên thế giới của chính mình, đang diễn thuyết công đức của Phật A-di-đà cho tất cả hữu tình của chính mình. Tại sao phải diễn thuyết vậy? Dục linh chúng sanh văn bỉ Phật danh, mong muốn chúng sanh bổn độ của mình, mong muốn chúng sanh mười phương đều nghe được tên của Phật A-di-đà. Nghe được tên này thì mọi người phát khởi tâm thanh tịnh. Chúng ta không phải một loại tâm ô nhiễm à, cho nên rất nhiều thứ khiến người ta cảm động nha, là những thứ ô nhiễm. Hiện tại là nghe được danh Phật, nghe được đạo tràng này, mọi người đã phát khởi tâm thanh tịnh nha, ước niệm thọ trì công đức Phật A-di-đà. Như vậy thì nhớ niệm công đức Phật A-di-đà, đại từ đại bi, đại nguyện đại lực như vậy, kiểu như vậy, nhất hướng trụ chân thật tuệ, đại trí tuệ nha, để vì chúng sanh đấy, cứu độ đấy, ước niệm đấy. Hơn nữa phải thọ trì, phải tiếp nhận, phải chấp trì, phải tu trì, phải quy y. Chúng ta nên y chỉ nương tựa Phật A-di-đà. Chúng ta phải cúng dường. Chúng ta việc cúng dường này, mọi người hiện nay thông thường mọi người cúng dường chỉ là giới hạn ở đưa một số tiền nha, dâng một số đồ vật nha,
thượng cúng nha. Làm như vậy là cúng dường, đây cũng là cúng dường, nhưng cúng dường càng tốt hơn là pháp cúng dường. Vì vậy hết thảy cúng dường thì cúng dường pháp tối thắng. Pháp cúng dường là gì? Chư vị chính là như thiết tu hành, chính là pháp cúng dường tốt nhất. Chư vị phát bồ đề tâm là pháp cúng dường tốt nhất. Do đó không nhất định ngay cả phải dâng những thứ này nha, bày những cúng phẩm này, bày những gì đó. Tôi trước đây ở trên những sự việc này cũng là khá chấp trước. Sau khi từ Hà Nam trở về thì thay đổi rồi, những thứ này đã xem rất thứ yếu rồi. Cho nên việc cúng dường này là phải có pháp cúng dường. Vì thế có người nói, người khác đến tặng những thứ này, đến kết duyên cũng là một kiểu hảo tâm đấy. Chứ vì nên tôi nói, tôi là bảo mọi người biến một loại cúng dường, loại thông thường này thành pháp cúng dường, không phải tốt hơn sao? Công đức của pháp cúng dường lớn lắm đấy. Vì thế chúng ta cúng dường cũng là như vậy, cúng dường Phật A-di-đà cũng là như vậy. Tài vật cúng dường là không bằng pháp cúng dường. Như thuyết tu hành, y giáo phụng hành, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đây là cúng dường chân chánh. Chư vị xem, tiếp theo quy y, cúng dường chính là sở hữu thiện căn chí tâm hồi hướng. Hết thảy những thiện căn này của chúng ta dùng tâm chí thành để hồi hướng. Hồi hướng gì? Là đem tất cả công đức của ta đều hồi chuyển hướng về cầu sanh cực lạc. Chữ cầu trong cầu sanh cực lạc này không phải sự hưởng thụ cá nhân. Cho nên tôi đã nói, có người cầu Phật thì mong muốn hiện tại được Phật bảo hộ, tất cả bình an, tất cả các tường, phát tài, thăng quan. Sau khi chết, tôi muốn đến một nơi tốt đẹp, vẫn phải tốt đẹp hơn người khác. Nhất định lúc sống muốn tốt, lúc chết phải tốt hơn người khác. Chỉ là một dự tính vì bản thân, vì người thì vãng sanh không được thế giới cực lạc. Thế giới cực lạc yêu cầu là lợi tha nha. Ta phải độ chúng sanh đấy, không phải chỉ là vì bản thân, đều muốn nghĩ bản thân. Chỗ này chư vị là có thể được một chút phước, Phật có thể đáp ứng nguyện của chư vị, nhưng cầu vãng sanh thì không khả năng rồi. Đó là pháp đại thừa, đó đều là đại thừa, đại thừa đều là lợi tha, không phải A-la-hán. Chúng ta nói tại sao phải cầu vãng sanh, chính là chúng ta muốn nhanh nhất, triệt để nhất để thực hiện nguyện vọng độ chúng sanh của chúng ta. Chúng ta mong muốn độ chúng sanh, nhưng chư vị làm sao độ? Tự mình vẫn còn lúc chìm lúc nổi ở trong nước. Ta muốn cứu hết người trong nước lên, vậy không phải là lời nói suông sao? Do đó tự chư vị chung quy phải biết bơi. Chư vị tự mình đã có cái phao cứu sinh, chư vị tự mình lại có thêm thuyền cứu nạn, lại có thêm thuyền to. Chư vị vậy mới có thể thật sự cứu người nha, cứu người biển khổ mà. Vì thế đến thế giới cực lạc chính là vì điều này mà. Chư vị thành công rất nhanh thì chư vị có biện pháp, chư vị có thể phân thân đến tất cả thế giới, thuyết pháp đủ loại, cứu độ đủ kiểu, độ chúng sanh vô biên đấy. Chúng ta vãng sanh là vì một đại sự như vậy đấy. Lại kết hợp với bản thân mà nói, chúng ta trong bao nhiêu đời, hết thảy đây, chúng ta có bao nhiêu thân quyến? Đời này có thân quyến, trong đời quá khứ cũng có thân quyến nha. Đời này đối với thân quyến yêu quý đủ kiểu, chư vị kiếp trước đối với thân quyến đó của chư vị cũng thế là yêu quý như thế. Có điều là ở giữa ngăn cách rồi, giống như diễn kịch, vở kịch đó hết rồi, đổi sang vở kịch này thì chư vị đã quên sạch vở kịch đó rồi. Thực tế là một việc mà chư vị đời này như vậy, kiếp sau chư vị sau khi vở kịch này hết rồi lại đổi kịch nữa, chư vị đời này thì đều bỏ mặc rồi. Trong những người này có rất nhiều đang ở trong địa ngục, đang chịu tội ở vẹt dầu nơi đó,
mong ngóng người thân của họ đến cứu độ, mà chúng ta chính là người mà họ đang mong ngóng đấy. Người khác vẫn không có khả năng này đấy. Thế thì chúng ta sẽ phải thật nhanh để thành công, chúng ta mới có thể đi cứu họ, mới có thể đáp ứng nguyện vọng của họ nha. Cho nên vừa nghĩ như vậy thì chúng ta phải tinh tấn rồi, chúng ta không thể giải đãi. Thực tế rõ là một việc như vậy. Thế thì nếu như vậy, tùy nguyện giai sanh, chúng ta là đã nghe danh của Phật, đã nghe công đức của Phật, mới ước niệm thọ trì. Phật chính là nhiều đời nhiều kiếp vì chúng sanh mà chịu khổ chịu khó đủ kiểu đấy, thành tựu đấy. Vì thế chúng ta cũng mong muốn đến cứu độ, vãng sanh chúng ta đắc được không thối chuyển, vãng sanh nhất định tam bất thối chuyển, thậm chí đắc được vô thượng chánh đẳng bồ đề, thậm chí thành Phật gia. Bên dưới Phật mười phương là đang khuyên bảo chúng sanh như vậy. Những Phật này có hằng hà sa số nhiều như thế, chúng ta ở đây cùng nhau đảnh lễ, cùng nhau đảnh lễ mười phương Phật. Do đó pháp này đây chính là quảng đại đấy, có phải hay không? Mọi người xem thời gian rất ngắn, văn tự thì là không nhiều, nhưng chư vị ở đây lễ bái cung kính khen ngợi mỗi một phương diện đều là rất quan trọng đấy, rất sâu khắc nha, hơn nữa rất quảng đại nha. Nguyện đem công đức đầy trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường, nếu có ai thấy nghe đều phát lòng bồ đề, hết một báo thân này sanh qua cõi cực lạc, trong sanh tử luân hồi, dù rằng biển nghiệp bên bông, núi tội chập trùng, Di Đà từ phụ, chưa hề xả bỏ mỗi một khát vọng tha thiết nào muốn về của đứa con tha phương, thời thời đưa tay ra tiếp dẫn, từ bi cứu bạc tất cả khổ ách của chúng sanh. Cổ hương xa cách đã bao thu, khẩn thiết quy tâm đừng ngừng nghỉ, ta niệm Di Đà Phật niệm ta, thiên chân phụ tử cùng tướng hợp, mai đây hội ngộ ở quê nhà. Nói đến liên bang hai hàng lệ, chiêm phù khổ thú thật bi ai, thế xuất thế gian nghĩ cho mãi, không điểm Di Đà thì điểm ai. Phật Nam Mô A
Di Đà Phật.